khói tuyệt, màn biểu diễn mà cầu thủ khách mời sẽ mang lại cho sân khấu của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Vừa xuất hiện, cầu thủ khách mời của chúng ta đã bắt đầu phô diễn rất nhiều các kỹ thuật cá nhân. Anh ấy đang sử dụng giấy của mình cắt bóng lên cao và quay bắt đầu rất nhiều lần. Trái bóng chưa để chạm đất bằng gần nhau đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta đang thấy anh ấy chơi đùa với trái bóng, dừng chân ở trong bóng ạ. Suzuki xin trân trọng giới thiệu cho quý vị dòng xe mới nhất của chúng tôi, Suzuki The Honda Swift, thế hệ thứ 3 của Suzuki Swift với danh xe bán ra đạt 6 triệu xe trên toàn cầu kể từ năm 2004. Sử dụng công nghệ hatchback giúp xe nhẹ hơn tới 95 kg so với phiên bản cũ nhằm nâng cao hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4.7 lít trên 100 km. Nội thất sang trọng, rộng rãi và đặc biệt, giá bán chỉ từ 499 triệu, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Xin trân trọng giới thiệu cho quý vị dòng xe Suzuki Ciat, là dòng xe sedan 5 chỗ ngồi được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Suzuki Ciat sở hữu thiết kế vượt trội với nhiều ưu điểm đi kèm phong cách thanh lịch, mang lại niềm tự hào cho người sở hữu. Đặc trưng thiết kế của Suzuki Ciat đem lại cảm giác tinh tế, tiện nghi và sang trọng. Bên ngoài gọn gàng nhưng bên trong lại rộng rãi, với chiều dài cơ sở 2m65, rộng nhất trong phân khúc đời sedan, mang lại bên trong không gian rộng rãi và thoải mái. Các hành lý với sức chứa lớn lên đến 495 lít. Bên cạnh đó, Suzuki Ciat với mức tiêu nhiên liệu lý tưởng chỉ 4.5 lít trên 100 km, chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa động lực và hiệu suất, mang lại cảm giác lái thú vị. Suzuki Ciat, chiếc xe nhập khẩu có nội thất rộng nhất phân khúc B với giá bán vô cùng hấp dẫn, chỉ 499 triệu. Còn với Suzuki Celerio, đây là mẫu xe hiện đại với kích cỡ nhỏ gọn nhưng mang lại nhiều tiêu chuẩn lớn, rất phù hợp để lái xe trong thành phố. Suzuki Celerio được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Kích thước thân xe nhỏ gọn, thích hợp di chuyển qua những con đường đô thị nhỏ hẹp. Tiếp tục thiết kế nhỏ gọn bên ngoài là không gian nội thất rộng rãi bên trong. Khoang hành lý tổng với 235 lít, kết hợp cùng nhiều hộp để đồ bên trong, mang đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng. Ngoài ra, động cơ cấp 1 lít mạnh mẽ cùng thiết kế khí động học giúp tối ưu hóa hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ ổn định cho xe. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên với mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng lý tưởng của Suzuki Celerio, chỉ 3.7 lít trên 100 km, và cũng chỉ với 329 triệu, bạn và gia đình đã có thể sở hữu ngay một chiếc Suzuki Celerio với chất lượng hiện đại và được nhập khẩu nguyên chiếc. Suzuki muốn dành tặng cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Quay trở lại với chương trình, hiện tại ngoài đời của chúng ta vẫn đang phô diễn rất nhiều kỹ thuật đẹp mắt, sử dụng chân vừa tăng bóng vừa lừa bóng, tiếp tục quay bóng nhiều lần trên đôi chân của mình, rất tuyệt vời đúng không ạ? Wow, hãy bay lên cao và quay qua đầu một vòng, rất tuyệt vời. Vâng, nếu quý vị của chúng ta yêu thích phần biểu diễn này, có thể dành cho chàng cầu thủ của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Một buổi tối thật là vui, thật là hạnh phúc khi mà các cầu thủ nước nhà đã mang về niềm tự hào cho chúng ta với một chiếc cúp vô địch. Và ngày hôm nay tại sân bóng của chúng tôi, chúng ta lại có thể tiếp tục theo dõi một phần trình diễn rất tuyệt vời đến từ cầu thủ khách mời. Để có được những phần trình diễn xuất sắc như vậy, cảm giác của cầu thủ chúng ta chỉ đang chơi đùa với những tay bóng thôi, thì anh đã phải sử dụng rất nhiều giờ để luyện tập, để có thể thuần thục với người bạn của mình và mang đến cho quý vị thật nhiều phần trình diễn đẹp mắt như vừa rồi. Wow, một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn cầu thủ khách mời đã mang đến cho sân khấu của Suzuki một phần trình diễn rất tuyệt vời như vừa rồi.